Hi, xin chào cả nhà, chào mừng cả nhà đã quay trở lại với vlog của Hữu Thiện. Hiện giờ thì Hữu Thiện đang có mặt tại chùa Tam Bảo, 72V3, phường 1, thành phố Vũng Tàu. Thì ngôi chùa này có những chú khỉ rất là dễ thương nha. Đây là chú khỉ con nè. Những chú khỉ ở đây thì rất là dễ thương. Có khách du lịch họ thường đến đây, họ thăm chùa và họ mang đồ ăn theo cho những chú khỉ ở đây. Và xung quanh nơi đây á là cũng có những cái quầy, đây những cái quầy bán chuối nè, bán chuối, bán đậu. Khách du lịch mình tới đây mình có thể mua cho khỉ ăn nha cả nhà. Khỉ ở đây rất là thân thiện thiên nhiên, cho nên nó thấy du khách tới thì nó sẽ lại gần để nó xin đồ ăn. Như con khỉ nó đang ăn chuối nè, rất là nhiều khỉ luôn. Ở bên trên đó là ngôi chính điện của Phật, nhưng mà các chú khỉ thường thì tập trung ở dưới đây để xin đồ ăn. Đây có cái quầy bán chuối bán đậu nè, thì du khách họ lên đây họ rất là thích thú để ngắm những cái chú khỉ trên đây. Mình lên trên đây thì mình mua đồ ăn, mua chuối, mua đậu rồi xách lên cho những chú khỉ ở đây nó ăn. Nó thấy du khách lên là nó chạy xuống rồi nó xin đồ ăn à. Gì con? Sao con đi qua ăn khỉ đó hoài vậy? Con khỉ nó ăn gì bé Đạt? Rồi con có thích ăn chuối không? Con có thích ăn chuối không? Nó ăn chuối. Con đừng có đứng gần nó quá con. Con đừng đứng gần á. Con đứng gần nó tưởng đâu con giành chuối của nó đó, con hiểu không? Hả? Ừ, mình lại cái nó tưởng là mình giành đồ ăn của nó thì nó sẽ cắn mình. Cái răng bén hả? Cái răng nó bén lắm, nó quào mình. Trên... À, ừ vậy á. Đúng rồi, nó con nhìn nó ăn kìa, thấy cương không? Thấy cương không? Hả? Thấy thương không? Cái răng nhà con bén con khỉ liền. Ừ, cái răng nó bén như khỉ á. Đó, coi chú đó, chú cho con khỉ ăn chuối à. Không, con khỉ này nó hiền, không sao. Trời, mới vừa khen hiền à. Tại vì mình lại á, nó tưởng là mình giành đồ ăn của nó. Cái chỗ nó ngồi. Cho nên nó mình lại gần cái nó tưởng mình giành đồ ăn của nó bé Đạt. Không có đâu, cái nhà cái giành đâu. Thì nó tưởng có, nó là con khỉ mà nó đâu có biết. Mình lại cái nó tưởng là mình giành đồ ăn của nó, cho nên là nó rượt mình. Rượt mình chạy quá trời chạy luôn. Ừ, nó rượt mình chạy. Đó, nó xuống kìa bé Đạt. Cái chân. Bằng rung đó. Không hết nữa, không có nước. Hả, bắn súng đi. Cái súng còn đâu? Hả? Rồi bắn đi. Cái nước cái sợ hả? Hả? Cái nước nó cắn mà. Thì con bắn nó thử coi nó sợ không? Bắn. Ừ. Cái sợ. Nó không sợ hả? À. Đi xuống con. Sợ. Chạy lấy mẹ liền, chạy. Không phải, đây nè con khỉ này nè con. Hả? Khỉ này nè. Nó bé nó nhìn thiệt. Con khỉ này nó ngồi đây nó buồn không ai chơi với nó hết. Nó già quá. Thì mấy con khỉ khác thì nó đi chơi hết trơn rồi. Nó già quá nó không có đi chơi nổi cho nên nó ngồi đây nó chơi mình đó. Nó buồn nữa. Không có ai chơi, không có ai làm bạn với nó hết. Con có muốn làm bạn với khỉ không? Putin. Khỉ cắn hả? Bé rất là dễ thương, nhìn bé rất là giống Putin luôn. Nhưng mà bé tên Đạt. Bé tuổi con khỉ. Ủa, ta sợ khỉ. Bé rất là dễ thương. Con đực hay con cái vậy? Con đực. Đực. Đực lắm. Lắm cái mặt. Này yếu mà. Ừ. Dạ, coi. Đạt mấy tuổi rồi? Mấy tuổi, nói đi. 4 tuổi. 4 tuổi hả? Con thích khỉ không? Thích. Thích khỉ hả? Nghĩ ăn chuối ha. Rồi con ăn cái gì? Đạt ăn gì? Ăn chuối. Con ăn chuối luôn hả? Vậy con tuổi con khỉ hả? Con khỉ. Con khỉ nó mập quá, nó đi không cái nào. Rồi giống mày. Rồi con mập con đi nổi không? Đi nổi. Đi nổi hả? À, không có ai làm bạn nó hả? Ờ, vậy con lại làm bạn với nó, lên đó ngồi với nó đi. Mẹ ơi, thấy con kia đi làm bạn hả? Ờ. Con khỉ, mấy con khỉ con đó con. Đây là bé Putin phiên bản Vũng Tàu. Rất là dễ thương. Ở con có khỉ bồng con kìa. Khỉ nó bồng con kìa bé Đạt. Con kìa Ngân. Ê mày coi nó đánh khỉ rồi.
Lên đây coi đã. Khỉ đó bồng con này bác Đạt. Đây nè, con của con khỉ nè cô Tin. Kìa con khỉ bồng con leo rút cây à. Nó giữ hai đứa con đó đó. Giống như mẹ của con giữ con vậy đó. Nè khỉ con nè. Khỉ đó có hiền quá. Con thấy không? Con khỉ bồng con leo cây dễ thương lắm. Mẹ ơi, con khỉ đó ngồi nó buồn hả? Nó buồn. Quá trời khỉ luôn. Đó con khỉ đó nó ngồi hết kìa. Khỉ ơi. Có một con khỉ. Con đừng có lên. Con đừng có lên đó. Khỉ nó quào quá. Con đi xuống đi. Ừ nó dữ lắm. Mấy con khỉ này nó còn nhỏ cho nên nó hung dữ lắm. Con khỉ lớn. Con khỉ lớn thì nó già, nó yếu rồi, nó không có mạnh như mấy con này. Giống như con khỉ già đằng kia nó ngồi á, nó chơi con mình đó, con thấy không? Mẹ ơi, con khỉ già. Một ngày bà trả lời hết câu hỏi của bé luôn, cũng điên đầu luôn. Hỏi tới rồi. Thôi, đợi ăn con coi đi, rồi tao không leo lên trên đó nổi. Nó giật đồ ăn luôn. Nó thấy những cái bạn trẻ lên đây đem chuối thì nó đứng sau lưng nó giật luôn nghe cả nhà. Cho nên á mình có cầm đồ đạc rồi mình nên cẩn thận. Nhiều khi nó đứng sau lưng nó giật mình á. Nó giật đồ của mình. Nhưng thứ nhất là những cái điện thoại nè mình cầm trên tay mình phải chú ý để thôi nó giật điện thoại nó chạy. Nó không có ngụ ý gì hết. Mà nó giật xong rồi nó bỏ nó chạy luôn là giật cái điện thoại mình luôn. Ví dụ nó giật điện thoại xong nó chạy lên cây hay gì rồi làm sao mình lấy được. Cho nên mình phải chú ý những cái chiếc điện thoại mình cầm trên tay nha cả nhà. Nó một bầy khỉ luôn à. Nó thấy mình cầm đồ nó giật thôi. Dễ thương quá, lông tay dảo kìa. Nó ngồi nó ăn. Khỉ con này nó hiền rồi, có mấy con khỉ bự á. Nó bản chất quan giả của nó. Nó thấy đồ nó giật. Trời nó ăn nó sợ nó chai kìa. Nó thấy mình nó có. Này như con khỉ này nè. Nó ăn nó cũng hiền. Ngồi ăn tại hiên. Rất là nhiều khỉ luôn. Khỉ con, khỉ mẹ thì một cái đại gia đình khỉ đều ở đây hết. Thì à, không chung không đem đồ, đừng mang đồ xịn dây chuyền hay gì là ok. Nó giật hết á. Xe các bạn. Tôi cầm điện thoại rồi nó xảy là nó giật á. Quá trời khỉ luôn. Nó ngồi nó chờ đồ ăn á. Ăn nữa không? Các bạn thấy là nó ăn đồ ăn nó độn vô cái miệng của nó. Nó độn hai bên cái họng của nó nè. Nó độn qua hai bên cái đây con khỉ con nè. Nó giữ con đó kìa. Đúng là tình mẫu tử nha cả nhà. Nó ôm con, nó giữ con đó. Mình đứng ở đây nó sợ mình bắt con nó cho nên nó nhe răng nè. Tình mẫu tử thật là thiêng liêng. Nó thương con, nó bảo vệ cho con của nó. Nó ẵm con nó chạy rồi. Nó giật đồ nè. Đây mình xem cái miệng của nó độn đồ ăn nè. Nó tham ăn, nó độn qua hai bên cái miệng của nó. Ủa nó cắm nó giật mình á, nãy giờ nó cắm này không à. Cắm nó giật. Khỉ đó nó già quá rồi. Nó cho nó ăn rồi nó còn dòm nữa kìa. Ơi xe. Trời con khỉ mập của nó đi không nổi luôn cả nhà ơi. Nó đi lên núi á, nó già quá. Con này dữ như lắm. Con này nó mập quá nó đi không nổi luôn nè. Nó mập quá cái tứ nó đi không nổi luôn, nó đi cà lắc. Đi đâu khỉ? Rồi nó leo lên trên kia rồi. Hiền nè các bạn. Khỉ này khỉ con. Nó thấy mình thì nó sợ. Còn mấy con khỉ bự thì nó thấy mình thì nó gượt. Nó nhe rồi nó làm ghê vậy chứ chắc cũng không đánh đổi đâu. Rồi những chú khỉ kia nó nằm nó gãi kìa. Nó nằm trên cái bàn kìa. Đi lên đây coi nó chơi. Mấy con này mới dữ không biết. Coi chừng nó thấy đồ ăn á. Quá trời nó xuống rồi. Thấy đồ ăn đúng rồi. Cho nước đi. Để cho ăn. Xuống em. Xuống. Đi xuống. Quá trời. Đi xuống đi. Tới. Nhìn nó vậy chứ lại gần nó hung dữ lắm cả nhà ơi. Nó hung dữ lắm. Chứ nó nè. Không có đồ ăn cho nên nó lại nó giỡn vậy. Chứ đâu không có đồ ăn đâu lại đúng không? Không có đồ ăn dễ nó lại. Đó.
Mấy con kia, mấy con trên kia nó dữ quá anh. Lại nó khè ghê quá. Con này anh cầm trên tay đậu phộng cho nên nó lợi nè. Nãy cầm nguyên bịch, giật nguyên bịch chạy cây cho nó. Chờ cho nó ăn luôn. No rồi. No rồi, nó ngồi nó ăn. Anh để nó lại cầm ra. Cưng ha, con này nó hiền. Nó sợ mình bắt nó. Trời. Con kia nó qua kìa. Con kia nó thấy nó qua. Đó, con nó lại thấy nó qua. Giờ mặt nó thấy nó ghét rồi. Anh Hiếu biết lấy tay không cho là anh Hiếu cắn liền. Chụp chuối hay ha. Mong vô nè. Bây giờ thì mình lên trên chính điện của chùa Tam Bảo nha cả nhà. Đây là cái lối đi lên chính điện nè. Hai bên thì rất là nhiều khỉ. Này khỉ nó ôm con đó, nó dỗ con đó. Rất là dễ thương luôn. Như nó bảo vệ con của nó là cả nhà. Vệ con của nó rất là dễ thương nha cả nhà. Mặc dù là loài khỉ bản chất hoang dã nhưng mà nó rất là yêu thương và nó bảo vệ con của nó. Nó cầm con này thì nó hiền hơn mấy cái con khác á. Đưa nó thì nó cầm thôi, còn mấy con khác nó giật ghê lắm. Rồi găng là gì chứ bén lắm á. Nó ngồi nó ăn nè, con này có vẻ hiền hơn mấy con kia ha. Có mấy con kia. Con dạo dữ lắm, bữa hôm cáo lên nó. Cái con này nó hiền. Nó cắn không? Có, nó chụp mà nó không cắn, chụp thôi. Nè con này nó hiền nè. Mình đưa nó ăn từ từ thôi. Chứ nó không có hung dữ vậy lắm. Thì mình lên đây á thì mình cứ mua đồ ăn và đưa cho chúng từ từ thôi, chứ mình đừng có xua đuổi hay là làm dữ nó thì nó không có gượt mình đâu. Như con này nó cũng hiền chứ không có đánh đổi. Nên nó ngồi nó ăn. Rất là dễ thương luôn. Còn con trên đó cả. Nó xuống á. Đây là cái lối lên chính điện của chùa Bồ Đề. Rất là nhiều khỉ nha. Thì cả nhà mình lên đây thì mình nên cẩn thận. Mình giữ đồ đạc điện thoại rồi mình cất vào. Và đồ đạc mình để chứ thôi, kỹ lưỡng chứ thôi, nó giật á. Không phải là gì nhưng mà nó giật xong rồi nó chạy. Nó chạy lên cây hay gì đó rồi mình không có đi theo nó được. Nó giật là nó chạy mất tiêu luôn. Quá trời khỉ luôn. Cho nên mình lên đây thì mình cẩn thận. Đây mình lên tới chính điện của chùa Bồ Đề, chùa Tam Bảo chứ. Đây là bên trong chính điện của chùa Tam Bảo nha cả nhà. Quá trời khỉ luôn. Khỉ ở đây là thiên nhiên, nó xuống đây để nó tìm đồ ăn. Dạ con chào sư ạ. Khỉ ở đây là thiên nhiên hết ta sư? Dạ, ngày nào nó cũng xuống đây hả sư? Nhà chùa mình cho nó ăn hay là khách tham quan ở xuống dưới họ cho ăn sư? Dạ, khách tham quan ta cho ăn. Dạ. Quá trời luôn. Sư có ước tính được cái đàn khỉ hiện bây giờ bao nhiêu con không sư? Độ khoảng 60-70 con vậy đó. 70 con hả sư? Dạ, độ khoảng 70 con. Quá trời luôn. Những chú khỉ này xuất hiện xung quanh chùa rất là đông. Như sư thầy chia sẻ là ở chùa này là khoảng 70-80 con khỉ nha cả nhà. Đây nó ngồi khắp nơi luôn nè. Ở đâu cũng thấy nó hết trơn. Rất là đông luôn. Đại gia đình Tôn Ngộ Không ở đây rất là đông. Nó ngồi nó truyền từ cây này qua cây kia nè. Cả nhà mình xem. Ngồi trên cây ở đây cũng có con khỉ nè.
trời luôn. Nó ngồi nó bắt chí nè. Thì nó ngồi nó bắt chí, nó bắt xong rồi nó ăn luôn. Rất là đông đại gia đình Tôn Ngộ Không. Thì như thầy chia sẻ là hàng ngày chúng đều đến đây, thì khách du lịch họ lên đây họ cho nó ăn. Họ mua chuối rồi họ mua đậu rồi lên đây cho bầy khỉ nó ăn. Quá trời đông luôn. Ở bên đây này, bên đây có chú khỉ này bị nhốt lại rồi. Xung quanh là chỗ nào cũng có khỉ hết cả nhà ơi. Mấy con khỉ mập luôn nè. Con khỉ mập này tự bển đi qua đây nè, nó đi không nổi luôn. Gia đình khỉ ngồi đó kìa. Rất là đông luôn. Đây cái gì dính vậy ta? Nó ngồi đây nữa. Nó mệt quá nó vô đây nó ngồi nó nghỉ nữa. Nè, khỉ con này cả nhà. Quá trời khỉ luôn. Ở trước cổng thì có bốn câu thơ rất là hay. Không làm các điều ác, hãy làm các việc lành. Trao dồi tâm trong sạch là lời chư Phật dạy. Những cái câu thơ Phật dạy rất là hay. Bức tượng Bổn Sư đang ngồi thiền định dưới cội cây Bồ Đề nè. Giữa cảnh thiên nhiên mà nhìn cái bức tượng Bổn Sư ngồi thiền thì rất là an lạc và thanh tịnh nha cả nhà. Tuy vậy mà xung quanh các bầy khỉ nó xuất hiện xung quanh. Video của Hữu Thiện đến đây xin tạm dừng. Nếu như cả nhà xem qua thấy thích video này thì cả nhà nhớ bấm đăng ký kênh nha cả nhà. Bấm like và để lại comment bên dưới nha. Vâng, xin chào tạm biệt cả nhà.